changed from the moment I met you, and it would never be the same. Felt like I knew that I always loved you from the moment I heard your name. Everything was perfect, I knew this love was worth it. Our own dried up, 'cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Now everything is perfect, I know this love is worth it. Our own thắm e vàng ngắt dâng cho người yêu. Chúa đã kết liên con nguyện ước không khi phân liền. Tình yêu một đời sẽ thắm nồng và mãi chung trên. Đây băng hồng tình yêu Chúa cho phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bề dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trôi. Yêu nhau trong Chúa trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta để lấy lòng yêu mến giữa bạn bè và lời cầu nguyện thượng tình huynh đệ mà đứng trợ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô thần quản quan hải chúng gia, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên còn. Lạy Chúa, ngày hôm nay hai anh chị Phêrô Huỳnh Việt Anh và Anna Hoa Huỳnh Như đến trước bàn thờ Chúa làm lễ thành hôn. Xin Chúa đưa nhận lời chúng con khẩn nguyện mà tuôn đổ ân phúc dồi dào giúp anh chị yêu thương nhau cho trọn tình vẹn nghĩa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiển thị cùng Chúa, yên chức quay Chúa thân thần đến muôn vàn muôn đời. Amen. Bài trích sách Tô-bi-a. Bấy giờ anh Tô-bi-a trỗi dậy khỏi giường và nói với cô Sa-ra rằng: Này em, hãy trỗi dậy. Chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin Chúa cùng chúng ta để Ngài đổi thương ban cho chúng ta được an lành. Nàng trỗi dậy, rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho họ được an lành. Họ dâng lời cầu xin thế này: Lạy Chúa của cha chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Các thần trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã tạo dựng nên Adam và ban nghe là cho ông là người trợ tá đắc lực. Từ hai ông bà sinh ra loài người, Chúa đã nói rằng: Con người ở một mình không tốt,
chúng ta hãy làm ra cho nó có một chợ đá tương xứng với nó. Họ đồng thanh nói amen, amen. Đó là chúng ta đang sống trong
hiện vui đó, để thể hiện cái tình yêu thương đó. Cái tình yêu thương đó nó mang một cái đặc tính rất là đặc biệt. Trước hết, tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con người đó là cái tình yêu trong sáng, không có ích kỷ, bất biết hy sinh cho nhau, biết nghĩ đến nhau để thông cảm với nhau, biết bớt đi một nửa cái lời nói của mình đi để biết quên mình, biết hy sinh cho nhau thì hạnh phúc sẽ vơi đi. Ngày hôm nay điều đó cũng đang cần cái đời sống hôn nhân gia đình và liên kết sinh con bắt đầu bước vào trong đời sống hôn nhân gia đình bắt đầu từ ngày hôm nay. Từ thân thể của con này, con chính thức trở nên vợ chồng trước mặt Thiên Chúa. Và điều đó rất là cần thiết trong cuộc sống của mọi người, tức là trong cái lời đang chỉ nói, trong cái thái độ, trong những cử chỉ đối xử với nhau trong hôn nhân gia đình của mình. Người ta kể khi bọn tôi vợ chồng mới cưới, chúng con Pedro Bình Việt Anh và anh ta Hoa Huỳnh Như rất thân mến. Chúng con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của chúng con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn Linh Thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô nhân động tay ban thành cái tình yêu phu phụ của chúng con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho chúng con nên phong phú và vững mạnh để chúng con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận trách nhiệm khác của hôn nhân. Nhưng chính người đã dùng bí tích thân tẩy và thánh hiến chúng con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, Cha hỏi chúng con về ý định của chúng con. Thưa Đô Quỳnh Việt Anh và Anna Hoa Quỳnh Như, chúng con đến đây để kết hôn với nhau, chúng con có tự do và tự ý hoặc toàn không? Thưa con, khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa con, chúng con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận công khai Chúa sẽ ban và giáo dục chung theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa con, vậy bởi vì chúng con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, chúng con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ứng xử của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh.
yêu thương y đã kết thành một cây cao là cao bóng mát, cây cao là cao bóng mát, cây yêu thương nở hoa yêu thương, nở cho đời xuân ngát hương, nở cho đời xuân ngát hương. Xin dâng y nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy sắc hương, và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái ngon. Xin dâng y rượu ban chị em hãy cầu nguyện để đi chơi vui tươi cùng lần của anh chị em được Thiên Chúa là Cha cùng các chân dân. Chúa đã dùng quý tích công nhân liên kết anh Phêrô Bình Việt Anh và chị Anna Mao Quỳnh Như Nhân Ngọc xin cụ đánh tình phụ tử Bảo Yến giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Hãy Kitô, nhờ đó quý tích đang cử hành nhắc chúng con nhớ tới chương trình kỳ diệu cho muốn thực hiện vì yêu thương chúng con. Vì thế cũng phải còn cái tinh thần và các thánh. Chúng ta hãy cầu nguyện và này xin Chúa giáng phúc cho đôi tân hôn này. Chúng ta dùng chữ kết hôn nhân mà liên kết họ, xin lời phúc kêu nghe trợ phụ trì. Lời Cha chí thánh đến tạo thành vũ trụ càn khôn, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha, lại muốn cho đời sống lứa đôi của họ được càng đầy hơn phúc. Chúa xin Cha tên đến chị Anna Hoa Đình Như hôm nay đã cùng anh Phêrô Quỳnh Việt Anh cử hành chức trách hôn nhân để nên duyên vợ chồng. Xin tu độ vô vàn phúc lộc xuống cho chị và người bạn thân thân, ước chi họ được trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi, có con cháu làm vui cửa vui nhà và làm cho giáo hội được thêm phong phú. Lạy Cha, xin cho hai anh chị hằng biết ngợi khen Cha khi vui, tìm đến Cha lúc buồn, khi vất vả và vui mừng thì có Cha hiện diện ủi an, lúc ngặt nghèo cảm thấy Cha gần gũi nhân nở. Xin cho họ biết siêng năng họp mặt với cộng đồng trên thánh họ hậu sẵn trên Cha, biết tầm chứng cho Cha trước mặt người thế, và khi đã cùng họ an nhà được cùng với ân bằng nhiệm vụ về xuất hồn một nhà trên tiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên nương tay. Kính cha Leo, kính thưa quý vị cha, hội đồng của giáo xứ, cha mẹ và cộng đồng, hôm nay là ngày đáng nhớ, ngày ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của chúng con, ngày mà tình yêu của chúng con được Thiên Chúa chúc phúc, được liên kết mật thiết với người qua đời được thánh thể, để giờ đây chúng con bước vào một đời sống mới, hôn nhân và gia đình. Trong giờ phút dạy chào hạnh phúc và cảm mến, cho con, cho phép chúng con được bày tỏ lòng tri ân cảm tạ. Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã
đã tạo dựng nên chúng con rất lạ lùng, và nay còn lạ lùng hơn nữa khi nhìn đến chúng con qua bí tích con nói. Chính bí tích tình yêu này đã gắn kết chúng con lên một xương một thịt để tạo dựng nên chúng con người mới, hầu làm vinh quang Đức Chúa. Chúng con xin ghi âm cha Phêrô suốt thời gian qua, dù công việc một vụ mầm tồn, sức khỏe cha không tốt, nhưng cha đã lo lắng giúp đỡ để chúng con có người dạy dỗ, hướng dẫn trong hành trình đức tin, cũng như giúp chúng con thêm những hành trang mới cho đời sống gia đình. Đặc biệt hôm nay cha đã chủ sự thánh lễ kết thúc trăm năm của chúng con. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn lành cho cha phần hồn cũng như phần xác luôn được mạnh khỏe và bình an. Chúng con cũng xin cha tiếp tục cầu nguyện cho gia đình trẻ chúng con biết nhu cầu của phần làm vợ, làm chồng và làm cha mẹ mẫu mực để nuôi dạy con cái nên người giúp ích cho giáo hội và xã hội. Chúng con xin cảm ơn quý sơ đã có công dạy dỗ hướng dẫn chúng con để chúng con được biết Chúa hơn về những điều kiện cần thiết để bước vào đời sống hôn nhân và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa đã cảm ơn mọi hậu cho quý sơ. Xin Thiên Chúa luôn luôn đồng hành cùng với quý sơ trên con đường dâng hiến và phục vụ. Chúng con xin khắc ghi công ơn nghĩa dần của cha mẹ, chú võ đã đầu, ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục bao ngày. Chúng con xin mãi không quên, nhất là hôm nay cha mẹ vú bỏ đỡ đầu cùng gia đình hai họ đã tạo điều kiện để cho chúng con đón nhận hồng ân bí tích hôn phối cũng như đón hành trang cần thiết để bước vào đời sống gia đình. Nguyện xin Chúa ban cho cha mẹ sức khỏe và bình an. Chúng con cũng xin cảm ơn quý hội đồng phục vụ, ca đoàn, cộng đoàn đã đồng hành giúp đỡ và nhân lễ cầu nguyện cho chúng con. Một lần nữa chúng con xin ghi ân cha lãnh sứ Lý Sơn, hội đồng mục vụ, chúng con đồng cảm tạ. Trong tình yêu của Thiên Chúa. Yeah.
xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sẵn già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng diệu dàng quê hương vào đầu xuân chữa trang truyền tình. Xuân này anh sẽ cưới em, nụ hoàng sa chắc không tuyệt vời, đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non đưa bên mừng xuôi, nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên vợ chồng. Phải chờ lâu ta lại tìm nhau,
kính thưa quý bà cô bác, hội đồng gia tộc và các quý vị dự lễ hôm nay, chúng ta xin được sự phân công và kính dành cho buổi lễ cưới dâu và nhập trai. Giáo xin phép được tôn trọng kính trình lễ nhập gia. Con xin tôn trọng kính mời ông nội nhận lễ. Dạ, con xin tôn trọng kính mời ông ngoại nhận lễ. Dạ, xin kính thưa quý ông bà cô bác, thì hôm nay tôi được sự phân công để dẫn chương trình trong buổi lễ rước dâu của họ nhà trai. Vì quê hương chúng ta nhất nhà là gia trưởng, nhất quyền là thiền trưởng, mà nhất trong đoàn còn gọi là trưởng tộc. Đó là cái khuôn vàng thước ngọc mà dân tộc Việt Nam y giáo phụng hành để làm tỏa sáng rạng danh nước nhà. Cũng xin phép cô bác, ông bà, hai họ để xin phép kính mời ông trưởng tộc nhà trai và ông trưởng tộc nhà gái để uống chung rượu lễ để cho con tiến hành phần nghi lễ. Đây con kính thỉnh ông nội. Rồi kính mời đây, cũng dự. Tụng ly luôn, hai ông tụng ly. Mấy chục năm mình có con cháu trai cưới vợ cái nở con vàng cưới cả đàng hoàng, bữa nay ngồi đầu hoàng phải cạn ly. Đây phía bên đây cậu, cậu ơi dạ. Cậu tụng ly với ông ngoại cái cậu. Rồi hai ông tụng ly, rồi cho mình vỗ tay với chị ơi. Vô dạ, đây con kính thỉnh ông Dượng. À, bà ngoại truyền lại ông Dượng con. À, để dược không có. Phần 1 là phần trình lễ tấn lễ, phần 2 là trình lễ hiệp hôn để thượng nam bái đường, phần thứ 3 là lễ kính họ, phần thứ 4 là giới thiệu thân tộc nhà gái, phần thứ 5 là lễ vợ mâm trầu, phần thứ 6 là lễ rước dâu thịnh họ và xin phép hồi gia, kính trình hoa quý của ông cụ bà cao niên kỹ và bác chú anh chị gần xa sắp xếp việc nhà đến đây dự lễ chung vui để mừng ngày cháu tôi nên vợ thành chồng. Có điều chi đóng góp tôi xin chân thành tiếp thu ý kiến, còn được sự thống nhất thì xin một lần vỗ tay á quý vị. Dạ. Thì con xin kính thỉnh với ông nội. Thì bây giờ đáo sứ tùy nhân nhập gia tùy tục, thì ý kiến ông nội cứ phán như thế nào con cũng chấp nhận thôi. Dạ. Đó, con xin chân thành cảm tạ ý kiến đóng góp của ông nội. Thì kính thưa quý ông bà cô bác, thì trong về phần tấn lễ, thì hôm nay tôi xin chân thành cảm tạ công đức hội đồng gia tộc và nhà gái. Vì ông bà cha mẹ nuôi con cháu sức nặng nề, dù trăm chỗ lệch kê cho đồng cái ngày nó vợ thành chồng, mà bên gia tộc đã bằng lòng giảm miễn được cái khai từ đường và được cho mượn cái khai lễ đó. Tôi xin chân thành cảm tạ công đức hội đồng gia tộc họ nhà gái bằng một lần vỗ tay á quý vị. Và về phần tấn lễ, thì nhà trai hôm nay đi đến gồm có một khai lễ có rượu cao trầu để có rượu trình qua 6 phần thi lễ. Về tấn lễ nhà trai mang đến gồm có tổng cộng là trong này gồm có 10 mâm, nhưng mà trong này có một đôi đèn, còn lại 9 mâm, có một mâm lọc và 8 mâm quà, có đường bột ngọt, trái cây, bánh rượu trà để trước cúng ông bà, và sau kính mời hai họ cùng dùng lễ thảo. Thank you.
Uống ly rượu này đừng bắt chước bà dì nha. Chước bà dì đẻ thôi đẻ. Nói kêu à.
Thôi sẵn cha mẹ đỡ đầu của nó đó. Bà nội nó không có dành gì được. Vậy thôi đi, vậy đi thôi. Lẻ không nên con rồi đúng không? Bà nội đợi ông nội lên tính chung lên cho bà nha. Ông bà nội ơi, ông nội nhìn lên. Ông nhìn thẳng nè. Nó nát kìa nhìn lên. Nhìn cái nội con. Có gì nội đâu, nhìn bà nội đó. Ơi ba ơi, bà nói vậy đó chứ ông nội với bà nội cũng gặp dụng địch tiền vậy cho con cái này tôi cũng cô ba nó đó cô ba nó đó cũng hát đi một cái phần chương trình để còn cái phần là kế tiếp là dở mặt trầu mà xin phép tập tập hai bên không chữ tập bên trai đó nên là chỗ nó dở mặt trầu thì được quyền ra đây mà quay cái hướng dẫn. Nay con đại diện nhà trai cũng xin phép với hội đồng gia tộc ông bà nội bà ngoại và ông dưỡng bà Di để tiến hành thực hiện lễ thứ năm đó là lễ dở mâm trầu. Thì con cũng xin phép để được phần dở mâm trầu thì để nhớ công ơn quốc tổ vô hùng đó là có bốn câu thơ tổ tâm công đức thiên niên kỵ tử hiếu tôn hiền dạng đại hưng gia tiên công đức ngàn năm thịnh hiếu hiền con cháu dạng đời sau. Thì phần thi lễ thứ năm họ nhà trai xin phép được dở mâm trầu cùng với cùng cao để trước cúng ông bà và sau hai con hưởng phước cái sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Miếng trầu miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khan thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng tiền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai để nhiều lại cho cái tăng hòa nhà trai để hướng dẫn làm cái lễ bái đường và cúng dâng. Kính thưa quý bà cô bác hội đồng gia tộc thì được phép của ông nội đã cho phép để con xin phép về phần thi lễ thứ năm là lễ dở mâm trầu và tôi cũng xin để trình cái phần thi lễ thứ sáu đó là lễ rước dâu thịnh thọ và cùng các người gia và kính thỉnh hội đồng gia tộc ra tiễn cô dâu đến tận cư gia nhà chồng cũng sắp xếp cho kịp giờ trong phần nghi lễ. Bây giờ cho nó bưng này vô trước đi. Tôi xin phép lặp lại phần nghi lễ thứ sáu cho hai đứa nó bưng rước dâu thịnh thọ và xin phép người gia và kính thỉnh hội đồng gia tộc ra tiễn cô dâu đến tận cư gia nhà chồng cũng vui lòng sắp xếp cho kịp giờ trong phần nghi lễ hôm nay và thay mặt gia đình xin chân thành tạ tạ công đức hội đồng gia tộc và nhà gái. Xem duyên
chiếc áo dài Việt xinh xắn bên họ hàng.
trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ sáng đời ta, dòng sông ơi.
Huyền Hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông dân phải có tinh thần đoàn kết để đủ đầy vui tươi, đó là nét đẹp văn hóa dân tộc, tình người nghĩa đạo một nhà, cùng chung một tổ quốc sơn hà Việt Nam quê hương thân yêu chúng ta. Trước hết thì cái phần mà hội đồng gia tộc họ nhà trai xin hân hoan đón chào hội đồng gia tộc họ nhà gái từ xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, vừa tiện cô dâu đến tận cư gia nhà chồng quê hương thân yêu chúng tôi thuộc xã Trường Lâm, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Xin hân hoan đón chào bằng một lần vỗ tay quý vị. Và kính thưa quý bà cô bác, kế tiếp đó là phần cái lễ để kính lễ Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, thì có ông Út ông hướng dẫn phần này. Và kế tiếp là để mời rượu lễ ông bà hiện tiền. Phần thứ hai nữa là mời, kế tiếp là mời rượu lễ phần anh chị của cha mẹ bên nội bên ngoại quý miếng sớm viên. Phần thứ ba là mời rượu lễ cha mẹ thu gia, cha mẹ ông bà mai, ông bà thợ nấu. Phần thứ tư là mời rượu lễ phần em của cha mẹ bên nội bên ngoại. Và phần thứ năm là phần anh chị, phần thứ sáu là bạn bè em của cô Đông Tân Hương. Xin kính thưa phần báo tin vui thì biểu hiện tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết quý nghĩa trọng tình, thương con mến cháu, không ngại nắng mưa đêm dài đường xa, sông rộng đò ngang thân tộc họ hàng ngồi bàn đông đủ, dự tiệc vui thật trời vui để mừng ngày cháu tu nên vợ thành chồng. Hôm nay ghệ hiền dâu thảo tỏ lòng thành kính cảm tạ công đức ông bà cô bác hai họ gần xa, bằng một lần cúi đầu cảm ơn quý vị. Dạ con xin kính mời chú Út để kính lễ. Nghi lễ thì chúng ta mời đứng lên để nghi lễ của công giáo, nhưng mà đứng lên để nghe 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 đứng lên để nghe. Rồi. Nhân cha và con và anh thần amen. Cầu xin Chúa tán hoàng mời con thăm viếng hồn cho đáng ngồi thánh đường. Trong tuần sau tiếp theo chúng ta cũng nhớ đến tổ tiên ông bà của chúng ta, hay còn đến đốt kỳ nhang để cũng nhớ tổ tiên ông bà. Để cảm tạ công ơn bốn câu thứ và kính chào hai hòa. Công ơn thứ nhất là cảm tạ công ơn đảng Bác Hồ đem lại hòa bình, độc lập, hạnh phúc, ấm no cho dân tộc nước nhà. Công ơn thứ hai là cảm tạ công đức ông bà nội, ông bà ngoại ăn ở hiền lành, phước hưng đức thịnh để dành con cháu đời sau, cháu con được hưởng phước sống hạnh phúc đẹp vào tương lai. Tốt, đứa là đứa đạo, đứa hình mẫu. Tốt, đúng rồi. Bà nội với ông cậu đi, rồi bên đây cho sẵn hai người đi nữa, không rồi bên kia cho nó hai người. Vậy đưa ông cậu lần nữa đi, đưa ông cậu nhận trong ruộng cô dâu. Rồi uống. Rồi con cúi đầu cảm tạ công đức bà nội với ông dượng. Và kính mời hàng ông bà của bà ngoại. Như bà sáu, và kính mời hàng ông bà, em ông bà nội, em ông bà ngoại, chú gia bà nội, chú gia bà ngoại. Cậu hai để họ cậu lên đây, cậu không bỏ vô, cậu lên chụp hình đi, thôi, cậu cầm đi, họ lên chụp hình rồi cậu không bỏ vô. Dạ. Thôi con mời hai bà đứng sát vô cháu, hai bà đứng sát vô cháu đâu mình. Còn đứng vào này thì con hai đi ngủ bà mốt với ông hai. Ông hai đi ngủ lên.
Uống rồi. Dạ, uống với ông hai liều rượu. Dạ, kính mời hàng ông bà, em ông bà nội, em ông bà ngoại và dạ, chú gia bà nội, chú gia bà ngoại. Xin tôn trọng kính mời bước vào bàn lễ để uống chung rượu mừng. Rồi rót rượu con. Hai người lên. Uống xong cái con cúi đầu cảm ơn cảm tạ công đức. Anh chính thì chị chết rồi chứ lại là ba, anh chính thì từ từ rồi, không quên đâu, không quên, bữa nay là không quên, xỉn xỉn không quên nha. Rồi mời đi, mời đi, mời. Rồi cô giao chú ghế mời một lượt nha, xây qua mời cô dựng lên nha anh. Bác, bác, rồi. Bác, dạ rồi dùng được không luôn. Rồi con nhảy đi rồi, cái con cúi đầu cảm tạ công đức tôi rồi. Rồi kính mời bà anh chị ông bố mẹ bên hậu bên ngoại và quý cho hai con là trăm năm hạnh phúc. Con ngót lượng đầy không tân? Ủa đích thôi. Để ngồi đó. Uống rượu lên. Ủa chị Năm không có xuống hả? Có ngồi ngoái rồi kìa. Đứng vô luôn đi chị bệnh. Rồi kệ luôn không? Trời ơi trời, không biết sao vậy. Cái này là cô hay gì cô? Cô hay gì? Mợ với mợ, hai mợ. Cô hai mợ ơi. Quá ngon. Chưa, đứng đó con xin lại bao hình cái đẹp của anh sáng như con đi mà. Dạ. 2, 3, 4, thấy ông Hằng lên đi. Dạ, kính mời ông Hằng, ông cha mẹ, ông nội, ông ngoại, chào đi. Hãy kêu chứ nhảy vô giùm các bạn nha. Rồi, hai bà này. Hả? Hai bà đứng sát rồi. Anh chị của cha mẹ, anh nội, anh ngoại, chào anh chị. Dạ mời. Này, cậu qua với cậu tư, đây con lấy rượu. Ờ, lấy rượu chứ, tao uống trước, tao mới đưa sao rồi. Cậu qua cậu tư. Dạ. Cậu ba cậu tư. Cậu qua cậu tư. À, chờ đeo vàng nữa đi. Tiền vô trước, vàng vô sau, hai cái gặp nhau đưa vào rượu khách. Chờ vàng mắt bắt ra khi nhìn cửa nhà. Chờ sao mấy hồi. Cậu rồi đem luôn luôn coi để biết giờ hết. Chồng anh gọi em đi ăn rồi. Rồi kính mời. Rồi vô đi. Vợ có cái đi. Hai chồng. Hai chồng. Rồi 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 sát vô đi chú. Rồi không hả? Rồi nhìn đó. Rồi hai chồng. 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 Dạ. À, anh muốn rượu phải có đôi nữa không có chồng giống người khác chứ anh không có đôi nữa. Phải vô, phải vô. Vô chưa mời vợ, cô vô mời luôn cô vô ơi. Cô vô. Rồi kính mời cô Dược nhận chung rượu. Cô hãy kéo em rồi đó. Hãy kéo em luôn, không cần phải. Hãy kéo đại giống xong rồi. Không thôi đứng. Rồi đứng lại. Rồi cổ đầu gặp lại không đến cô Dược. Rồi à, rồi nhìn lên con nha. 2, 3, 2. Cô tránh mấy kìa. Rồi. Rồi. Đi qua bản thân vô đây. À, đi đứng kế cho các người. Cái cháo rồi, hai chồng cùng nhận ly mời luôn. Rồi, chai rượu sau lưng nó đang rẽ rồi. Chai rượu để trên bàn. Rồi, phải rồi. Ừ, ít nha cô. Ê, đây là... Ê, gọi bọn nào chứ, bọn nó sáng luôn. À, cô Dưỡng hả? Thiệt ơi nè. À, cô hai Dưỡng hả? Thiệt ơi. Dưỡng hai bóng tao bỏ nha. Dưỡng hai. Rồi, Dưỡng hai. Rồi, Dưỡng hai. Xin lỗi bóng ra kia đi Dưỡng. Bóng bóng ra đứng với Dưỡng anh kìa. Đấy rồi. Nhìn được cái gì đến bao hả? Có gì vậy? Tầng cao có chồng Dưỡng áp thắng nào có tiền vô. Không có tiền vô. Trời, nãy giờ Dưỡng uống ly bự bự, không bây giờ ly nhỏ. Không có. Rồi, bước vô đi. Ôi vô được rồi Thiện ơi. Rồi vô. Vô vô. Nãy giờ nãy giờ tao cũng sợ với ta hai hả trời. Thì bên đây người bên đây người nữa là được rồi. Đây cái người nó ra. Mời vô, mời vô. Cho vô không? Ờ chú mà vô với anh chính là kìa, anh chính mày đẹp trai kìa. Chú nói kìa chú ơi. Có gặp không? Thôi à, chậm à. Rồi, rồi chú ngủ lên. Chụp cỡ lửa, cỡ lửa. Chụp cho nó có hình không? Cầm lên nè, cầm lên chữ. Để chú dựa thôi mình. Rồi,
Rồi. Không biết này. Bây giờ cha mẹ là núi cao biển cả, hương hoa thơm ngát tội lòng, đưa con quá độ mênh mông, dạy con thu lớn vô vàng tế nhị, con lớn lên từng suy nghĩ cho đời con nhắn lại trong đời, con kính lời cha mẹ dùng chung buồn chúng mình cho đời con. Quay qua bên cha mẹ bên đại gái luôn. Rồi. Là người dựng xây hạnh phúc vợ chồng cho con. Còn cuối lần con cảm tạ công đức hai lần thẳng về tới với chú, hai lần cúi đầu trước lễ cúi đầu, vị lễ cúi đầu cho cha mẹ. Và kế tiếp là mời vụ lễ phần an của cha mẹ. Rồi cả đi tổ về lắm nữa ra ngoài uống thêm nha. Bánh mại và bún miếng sớm kìa. Chị An và bạn của Đôi Thân Hôn xin cầm kính mời bước chào bà mẹ để uống chung rượu lệ trước mừng cho Đôi Thân Hôn. Hiểu hay gì con? Ngồi chụp chưa? Rồi uống đi ăn. Rồi phần em của cha mẹ, phần anh chị em và bạn của Đôi Thân Hôn, quý vị cũng vui lòng để sắp xếp bước vào uống rượu lệ chúng mình cho Đôi Thân Hôn. Hai thang nổi nó vô mà điện con nè. Giữa tự nhiên thôi. Mặt hơn bữa hả? Anh có lẽ là nổi. Rồi cứ có được chứ. Không vô. Rồi mời rượu. Mời sao mày? Rồi kính mời con dâu đừng say người lắm nhau. À con đưa cái tay qua là đẹp rồi. Dạo như con. Rồi, đứng lại đây rồi. Rồi, xin kính mời phần em tự cha mẹ, phần anh chị em nhà bạn của Đôi Thân Hôn xin tôn trọng kính mời. Úc mà như đây là mới gì? Rồi, cái này anh chị hay gì? Đúng rồi, bước vô luôn. Rồi, đứng lại mẹ luôn. Rồi xe lên này, hai em trời lớn, đẹp cảm tưởng. Ông ơi, đứng như đèo này. Không, đúng hai đứng như đèo này không? Đúng hai đứng như đèo này, đèo đây là đèo đèo. Đèo lại mắt xuất nặng chỉ này đó trời. Quá trời ơi, anh là mẹ nhân. Dạ, con có lượng không? Có lượng không? Chạy đầu cái gì vậy? Chào rồi. Chị thầy chụp nước mới chịu là. Ờ, ghi tài xế mình lắm, thôi chụp hình đây, chụp cái đẹp trai á. Quay lại chú hai, quay lại chú hai. À, đến rồi vô. Sao ly ít xịu vậy? Uống ít đi, trên bàn, chụp hình kìa. Đằng này nó chụp hình chụp hai chú hai. Uống thêm hả? Ê, đừng mở, đừng mở nữa. Đó mãi. Ít quá. Chú con chụp hình đó con. Có cặp chưa? Rồi sao đây nha. Cặp mới là nhất nữa hả? Đây nè, vô có cặp nè. Rồi. Rồi làm ăn phải chăm lo tất cả, làm ăn phải yêu thương rộng lượng hải hà. Cô bác phần nghi lễ đến đây đã sắp đến phần kết thúc. Tôn trọng kính mời đại diện nhà gái bước lên để có đôi lời phát biểu, xin kính mời. Kính thưa hội nhà gái, chúng tôi là hội nhà gái hôm nay đến đây để dự hôn lễ của hội nhà gái, thì chúng tôi muốn gửi gắm
lại cho nhà trai và xứ cháu yêu quý của chúng tôi. Và sau cùng là cảm ơn mọi nhà trai có sự tiếp đón nồng hậu đoàn nhà gái chúng tôi. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe quý vị quan khách cũng như họ nhà trai dồi dào sức khỏe. Xin chào. Rồi vỗ tay. Mời có mời rượu ông uống. Rồi cũng đi chứ. Dạ kính thưa quý bà cô bác, trong phần kế tiếp là cái lễ trao thân. Dạ, thì hôm nay công dung ngôn hạnh cần trao, chuyện nào cha mẹ gầy cấm điều đó không nên. Vì con là phần gái lớn lên làm ăn cẩn thận, lời lẽ ngược ngang cô bác sớm làm trừ chê. Chữ hạnh là đức tánh bốn bề, đi đâu cũng xin phép cha mẹ, về phải chào hỏi mẹ cha mẹ. Rồi hai chị xui cụm ly nhận hai thành viên mới của gia đình. Và xin kính mời hai em xui. À, trai cưới vợ là duy trì nòi giống, gái có chồng là truyền thống tổ tông, lớn lên phải có vợ có chồng, hai con còn nhỏ dài có điều duyên sư sớm mong anh xui gọn lòng vị tha, chỉ dạy cho con mấy ăn nấu nướng mặn lạc trong nhà, cách chung hơn chào hỏi ông bà, đó là chung rượu lễ trao thân. Rồi hai lần cảm tạ công đức hai bên cha mẹ con góp rượu nó thu hết. Dạ kính thưa quý bà cô bác, thì phần nghi lễ đến đây cũng đã kết thúc. Mời quý ông bà cô bác ở lại dùng mâm cỗ với gia đình để thưởng thức qua khẩu vị truyền thống sức sống tự nhiên của đầu bếp khéo tay thời nấu chuyên nghiệp sẽ làm ngon miệng hài lòng quý khách gần xa. Lắng nghe một giờ kính lễ theo truyền thống dễ dàng cao quý tốt đẹp của dân tộc là khuôn vàng nước ngọc mà dân tộc Việt Nam y giáo phụng hành để làm tỏa sáng rạng danh nước nhà, để làm tổ tiên ông bà nhà ta bừng sáng và nở mặt giống nòi của dân tộc Việt Nam quê hương thân yêu chúng ta. Xin cảm tạ công đức của ông cụ bà và cảm ơn hai họ con khách gần xa. Thân mến, hôn nhân là lễ cưới cao quý của tất cả chúng ta. Hôm nay 31 tháng 12 năm 2019 nhằm ngày 6 tháng 12 năm Kỷ Hợi, buổi lễ tân hôn được tổ chức long trọng tại Tư Gia. Ngay từ giờ này, xin tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu nghi thức lễ tân hôn của chú rể Việt Anh. Xin nhìn cùng cô dâu Quỳnh Như xin phép được bắt đầu. Chào mừng toàn thể tất cả quý khách đã đến chung vui của buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên sẽ thay mặt âm thanh ánh sáng Quan Tâm, nhà lưu động Phát Dương gửi đến cho đôi uyên ương trăm năm tình son sắt bắt đầu nghĩa phu thê. Thay mặt hai bên gia đình xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị thân mến, và mùa xuân đã đến, những bông hoa xuân đang tranh nhau đua nở, những bông hoa xuân tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc, và tình yêu cũng là một món quà tuyệt đẹp mà tạo hóa luôn dành tặng và ưu ái cho tất cả chúng ta. Hôm nay 31 tháng 12 năm 2019 nhằm ngày 6 tháng 12 năm Kỷ Hợi, buổi lễ tân hôn được tổ chức long trọng tại Tư Gia với sự góp mặt đông đủ của toàn thể quý khách đã nói lên niềm vui và niềm hạnh phúc của quý gia đình, và xin ghi nơi đây lòng biết ơn sâu sắc. Và kính thưa quý vị thân mến, được sự cho phép của hai bên gia đình, được nhìn thấy những người con yêu thương của mình thành ra và lập thất,
ta chung tay xây dựng bến bờ hạnh phúc là niềm vui của những đấng xuân thần. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Quỳnh Ngọc Mười và bà Võ Thủy Luyến là tân sinh phụ mẫu của chú rể. Xin tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón bên nam chú hôn của chúng tôi. Và kính thưa quý vị thân mến, về bên thông gia họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hoa Hoàng Thương và bà Huỳnh Kim Hoàng Thanh là thân sinh phụ mẫu của cô dâu. Hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón bên họ nhà gái của chúng tôi. Và kính thưa quý vị thân mến, ai đi đến đi đâu mà vội, ai dẫn đường cho đôi trẻ yêu nhau, hoa trầu nắm lấy thân trâu, còn cho đôi trẻ bên nhau trọn đời. Và ngay từ giờ này, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đôi uyên ương của chúng tôi. Xin mời chú rể Việt Anh cùng cô dâu Quỳnh Như tiến về lễ đài tình yêu. Một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, hiện diện trên khấu lúc này chúng tôi là hai phu thông gia và đôi uyên ương. Xin gửi lời chào và là cảm ơn đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, được sự cho phép của hai bên gia đình, xin đại diện cho hai bên gia đình cảm ơn những tấm lòng quý báu của toàn thể quý khách. Mặc dù đường xa nhưng tất cả quý khách đã dành thời gian của mình đến chung vui cùng với lễ tân hôn ngày hôm nay. Và trong lúc tiếp đại có địa chỉ sơ sót, rất mong tất cả quý khách chúng ta hãy cùng niệm tình thông cảm. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây cậu Năm sẽ tiến về sân khấu, sẽ đại diện cho hai bên gia đình sẽ có lời phát biểu đến tất cả quý vị có mặt cho bữa tiệc ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cậu. À, hôm nay hai bên Gu Gia cảm tạ công đức cô bác ông bà gần xa bằng một lần cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, khi tôi mời cô bác tặng cho tôi, xin tặng cho cô dâu một lần vỗ tay. Bởi vì phép khi quen Đà Lạt năm 2011 đó là Hội đồng Quốc Hoa đã công nhận loại hoa đẹp nhất quốc hoa Việt Nam là hoa sen. Nhưng vua Hùng Vương đời thứ 6 có công nhận một loại hoa bông gì mà thơm lạ, thơm lùng, thơm lá, thơm cành, thơm cây, thơm rễ, người trồng cũng thơm. Đó là tuổi thanh xuân đời con gái ở đất Cà Mau hôm nay được nở bông vàng, nghe lời mẹ cha khứ gả đàng hoàng. Hai người mẹ được ngồi bàn cũng nở nụ cười khởi sắc hân hoan. Hai anh vui cũng danh dự với cô bác sớm làng bạn bè gần xa. Ông bà nội ngoại sớm huyền đảng bộ chánh quyền các cấp các ngành cũng nở mặt con cháu nhà ta nên người để đón nhận những nụ cười xinh xắn như hoa để điểm tô cho người con gái nước nhà được mãi mãi xanh tươi. Mời cô bác cùng mọi người tặng cho cô dâu dùm một lần vỗ tay quý vị. Và xin cho một chú kể một lần vỗ tay. Quý vị ơi, chú rể đêm hôm đêm tối. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày sau đây lý rượu báo hiếu cũng là lý rượu cao quý mà đôi uyên ương sẽ kính dâng lên các đấng sinh thành. Và kính thưa quý vị thân mến, để tình thông gia chúng tôi ngày càng sức lại gần nhau hơn và thắt chặt nhau hơn nữa. Và ngay thời gian này xin tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly lên để chúc mừng đi ạ. Nâng ly lên quý vị, chuẩn bị chưa ạ? 1, 2, 3. Giờ này cháu xin trân trọng kính mời hệ thông gia chúng ta cùng trở về bàn vinh dự. Xin trân trọng cảm ơn. Và cô dâu chú rể sẽ nén lại sân khấu. Khép đôi mi cùng mơ sương, đôi khi mơ cùng mơ giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Còn ánh mắt đây sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dây gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Bạn cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai.
ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm vui. Chúc mừng cô dâu mới, chú chấm phần chấm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làm quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xui rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông sáng tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu.
trong lòng em vương vương năm nay gặp lại bình mùa nhớ mãi.
Oh,
Yeah.
chúng ta cùng hăng ly ạ. 1, 2, 3, vô!
những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yên đời hơn, và anh thấy thương em nhiều hơn. Vẫy tay mừng kìa em sao thẹn thùng, pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, viên thăm hai đứa mình dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào khung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến, rất chân tình ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo